ngày 5 tháng 1 năm 2024 tại sân bay quốc tế Portland. Một máy bay Boeing 737 Max 9 của Alaska Airlines đang tất bật chuẩn bị cho một chuyến bay nội địa Hoa Kỳ vào lúc chiều tối. Boeing 737 Max 9 là một đội bay tương đối mới của Alaska Airlines, tuy nhiên hãng đã có định hướng về việc Boeing 737 Max sẽ trở thành đội bay chủ lực của hãng. Họ có tổng cộng 65 chiếc trong đội bay của mình. Chuyến bay mang số hiệu AS-182 có hành trình từ Portland để đến Ontario. Với độ dài đường bay khoảng 1.350 km sẽ mất khoảng 2 giờ 30 phút bay. Cơ trưởng không được công bố danh tính là nữ 33 tuổi. Cô có kinh nghiệm 6.680 giờ bay, trong đó có 1.041 giờ trên B737 Max. Cơ trưởng là một phi công người Mỹ đã có thời gian dài gắn bó với Alaska Airlines. Cô có bằng lái trên dòng Boeing 737 thế hệ cũ và vừa hoàn thành khóa học chuyển loại trên Boeing 737 Max vào tháng 9 năm 2021 và là một trong rất ít phi công đồng ý cầm lái Boeing 737 Max vào thời điểm đó. Cơ phó cũng không được công bố danh tính là nam 30 tuổi. Anh có kinh nghiệm 5.501 giờ bay, với 900 giờ trong số đó là trên B737 Max. Cơ phó là một phi công mới của Alaska Airlines. Anh có khoảng thời gian học lái trên Boeing 737 Max khá vất vả do quá trình học chung với giai đoạn B737 Max bị cấm bay trên toàn cầu khiến chương trình đào tạo bị thay đổi đột ngột. Tuy vậy, anh vẫn hoàn thành xuất sắc khóa học của mình. Chuyến bay AS-182 mang theo tất cả 177 người, trong đó có 171 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Chuyến bay kín và chỉ trống duy nhất một ghế. Không giống như các hãng hàng không giá rẻ nhồi nhét càng nhiều ghế càng tốt, Boeing 737 Max của Alaska được khai thác thêm hạng thương gia và khoảng cách rộng hơn ở hạng phổ thông. Máy bay được khai thác là Boeing 737 Max 9 mang số đăng bạ N704AL. Chiếc máy bay rất mới, vừa được giao cho Alaska Airlines vào tháng 10 năm 2023, gần 3 tháng tuổi. Nó đã khai thác được 145 chuyến bay an toàn. Thời tiết khá tốt, tuy nhiên mây dày khiến tầm nhìn phi hành đoàn bị giảm đôi chút. Trời thỉnh thoảng có mưa nhẹ. Theo lệnh ATC, chuyến bay AS-182 tiếp tục nâng độ cao để đạt độ cao hành trình. Boeing 737 Max là một trong những dòng máy bay đắt khách nhất của Boeing, được chế tạo dựa trên B737 Classic thế hệ cũ. Gia đình B737 Max có 4 phiên bản là Boeing 737 Max 7, Max 8, Max 9 và Max 10 với chiều dài thân, sức chứa và tầm bay khác nhau. B737 Max được trang bị động cơ mới LEAP 1B có đường kính lớn hơn 24cm so với động cơ thế hệ cũ. Đặc biệt hiệu quả khai thác và tiết kiệm nhiên liệu khiến các hãng hàng không nhanh tay đặt hàng. Do là máy bay cải tiến từ thế hệ cũ, chứ không phải là thiết kế mới hoàn toàn, B737 Max gặp khá nhiều vấn đề trong hệ thống điều khiển, càng đắp cũng được kéo dài để động cơ mới không chạm đất.
do lắp động cơ mới lớn hơn và mạnh hơn, trong khi đó cấu trúc thân máy bay vẫn giữ nguyên so với thế hệ trước. Việc này khiến B737 Max mất thăng bằng, đặc biệt mũi máy bay sẽ có xu hướng bị đẩy lên cao khi bay ở vận tốc thấp. Từ đó, Boeing đã dùng dữ liệu từ cảm biến góc mũi để đưa vào hệ thống điều khiển mới dành riêng cho 737 Max, đó chính là MCAS. Hệ thống kiểm soát bay MCAS sẽ hỗ trợ tự động việc điều chỉnh bánh lái đuôi, đẩy mũi máy bay xuống lại khoảng an toàn cho phi công. MCAS bị lỗi phần mềm nghiêm trọng, Boeing biết việc này nhưng vẫn đưa B737 Max vào khai thác. Ngày 29 tháng 10 năm 2018, một máy bay 737 Max 8 của Lion Air cất cánh từ thủ đô Jakarta, Indonesia đã gặp sự cố với hệ thống MCAS. Máy tính luôn đẩy mũi máy bay xuống và chiếm quyền kiểm soát của phi công. Chiếc máy bay rơi tại biển Java khiến 189 người thiệt mạng. Chưa đầy 6 tháng sau, một máy bay Boeing 737 Max 8 của Ethiopian Airlines gặp sự cố tương tự. Phi công đã cầu cứu không lưu và cố gắng kiểm soát, nhưng hệ thống máy tính vẫn đưa máy bay lao xuống. Toàn bộ 157 người trên máy bay thiệt mạng. Kết quả Boeing phải nộp phạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Boeing 737 Max bị cấm bay trên toàn cầu từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020. Do số lượng 737 Max tại nhà máy quá nhiều, bãi giữ xe cũng thành bãi chứa máy bay. Sau khoảng thời gian sửa lỗi và được cấp phép bay trở lại, phía Boeing đã nói rằng bây giờ 737 Max đã trở thành dòng máy bay an toàn nhất thế giới. Khoảng 6 phút sau khi cất cánh, chiếc máy bay vẫn đang trong quá trình lấy độ cao và đèn hiệu thắt dây an toàn vẫn chưa tắt. Càng lên cao áp suất không khí sẽ càng thấp, nhưng trong cabin áp suất vẫn được duy trì cao như ở mặt đất để con người có thể sống sót. Chênh lệch áp suất trong và ngoài cabin khiến thân máy bay luôn trong trạng thái căng cứng. Đặc biệt càng lên cao lượng oxy cũng càng giảm. Trên 10.000 feet tức khoảng 3.000 mét là con người không thể thở bình thường được nếu không ở trong máy bay. Không khí sẽ di chuyển từ vùng áp cao đến áp thấp, nên nếu như đang bay mà cửa máy bay mở ra, thì toàn bộ mọi thứ bên trong cabin sẽ bị hút ra ngoài. Trong lúc máy bay đi qua độ cao khoảng 16.000 feet, đột nhiên một tiếng nổ lớn phát ra. Cửa phụ của máy bay đột nhiên bị tách khỏi thân. Vụ nổ khiến cả hai phi công giật mình, cabin bị giảm áp. Ngay lập tức mặt nạ dưỡng khí bung ra để cung cấp oxy cho hành khách. Cơ trưởng ngắt lái tự động ngay lập tức và giảm độ cao về mức mà các hành khách có thể thở được. May mắn không có ai bị hút ra ngoài, tuy nhiên một số vật dụng thì có. Một cậu bé đã bị không khí xé rách áo do ngồi gần lỗ thủng. Cơ trưởng vừa nhanh chóng hạ độ cao vừa tuyên bố khẩn cấp với ATC. Cô yêu cầu đồng nghiệp mình đánh giá thiệt hại. Gió lồng vào cabin tạo nên lực cản, chiếc máy bay rất khó kiểm soát. Give me the nature of the emergency and your intentions.
Mặt nạ giữ khí chỉ cung cấp oxy đủ cho 10 đến 15 phút, họ cần hành động càng nhanh càng tốt. Do đang trong mùa đông của Portland, nhiệt độ tại độ cao họ đang đi qua là âm 30 độ C. Thứ mà phi hành đoàn lo lắng lúc này chính là cánh cửa vừa rơi ra. Liệu nó có va trúng phần cánh đuôi hay bánh lái nào hay không? We have 177 passengers on board, and our fuel is 18,900. Do máy bay bay với tốc độ từ 400 đến 500 km/h ở giai đoạn này, những người ngồi gần lỗ thủng chắc chắn sẽ rất khó chịu. Áo ấm và các vật dụng y tế được mọi người truyền tay nhau. Left heading 340, Alaska 1282. Do máy bay nghiêng trái tức nghiêng về phía lỗ thủng, mọi người đã giữ tay chân những người ngồi gần vị trí nguy hiểm, đề phòng họ ngã khỏi máy bay. Yes, we are emergency. We are depressurized. We do need to return back to. We have 177 passengers. Good, 18-8. Class 1282, roger. And do you need time to burn off some fluid fuel before you land? Negative. Class 1282, so you're ready for the approach now? You're in 28 left, okay? We need about 10 minutes for Alaska 1282. Class 1282, roger. Just let me know when you're ready. We'll let you know, Alaska 1282. Cơ trưởng quyết định dành thêm 10 phút để kiểm tra lại toàn bộ các hệ thống một lần nữa, để đảm bảo hệ thống phanh sẽ không bị ảnh hưởng gì từ sự cố. Không khí trong cabin khá áp lực cho cả hai phi công, lái tự động không được sử dụng. Cơ trưởng đã lái thủ công để dễ dàng kiểm soát máy bay hơn. Do hạ độ cao nhanh khiến vận tốc máy bay bị đẩy lên khá cao để hạ cánh. Tuy nhiên, cơ trưởng vẫn cố gắng giảm tốc để hạ cánh ngay lập tức. Runway 2 at Alaska 1282.
20. 10. Chuyến bay AS-1282 hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Portland, toàn bộ 177 người trên máy bay bình an vô sự. Các hành khách đã trải qua một cảm giác tồi tệ nhất khi ngồi trên máy bay. Alaska Airlines công khai xin lỗi các hành khách và hoàn lại tiền vé, đồng thời ra quyết định dừng bay toàn bộ 65 máy bay Boeing 737 MAX 9 trong đội bay của mình. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ tiến hành điều tra vụ tai nạn. Sau khi thấy Alaska Airlines gặp sự cố với Boeing 737 MAX 9, United Airlines cũng đã dừng bay ngay lập tức đội bay 737 MAX của mình để tiến hành kiểm tra. Cục Hàng không Liên bang Mỹ ra lệnh cấm bay với Boeing 737 MAX 9 ngay sau sự cố. Cánh cửa bị rơi ra đã được thu hồi. Nhưng điều kỳ lạ mà các nhân viên điều tra nhận ra là các chốt cửa không hề bị hỏng hay gãy. Nghĩa là cánh cửa được mở ra một cách tự nhiên và đúng quy trình mở. Trên Boeing 737 MAX 9 có tổng cộng 10 cửa thoát hiểm. Trong đó có 2 cửa phụ đặt ở ngay sau cánh máy bay. Tuy nhiên, 2 cửa ở vị trí này không phải lúc nào cũng được sử dụng. Trên Boeing 737 MAX 9 của Lion Air, một hãng hàng không giá rẻ, thì tất cả 10 cửa sẽ được sử dụng để thoát hiểm. Bởi vì hãng này chỉ khai thác một hạng ghế phổ thông và cấu hình đến 221 ghế. Còn trên Boeing 737 MAX 9 của Alaska Airlines thì chỉ được khai thác 8 cửa thoát hiểm. Và 2 cánh cửa phụ đó sẽ được thiết kế để đóng vĩnh viễn, không dùng để thoát hiểm. Bởi vì Alaska Airlines khai thác 3 hạng ghế và họ chứa tối đa 178 hành khách. Dưới 200 hành khách thì 2 cửa phụ sẽ không được dùng. Vậy một cánh cửa lẽ ra phải được khóa chặt vì không bao giờ được sử dụng, được khi hãng hàng không đổi cấu hình ghế. Vì sao lại bung ra giữa không trung? Trên cánh cửa phụ có 4 chốt chính, 2 chốt phía trên và 2 chốt nằm ở phía dưới. Chốt trên của cửa sẽ bắt lấy thanh kim loại gắn trên thân máy bay. Sau khi đặt cửa vào chốt, cánh cửa sẽ được trượt xuống khoảng 5 cm để đưa chốt vào đúng vị trí. Sau khi chốt đã vào đúng vị trí, người ta sẽ bắt mỗi bên một con vít lớn để khóa vị trí cánh cửa. Tương tự như ở trên, hai chốt dưới có nhiệm vụ giữ cho cánh cửa không bị trượt. Và sau khi vào đúng vị trí, người ta cũng phải lắp thêm mỗi bên một con vít lớn để khóa lại. Nhưng Alaska Airlines và United Airlines đã phát hiện ra đội tàu bay Boeing 737 MAX 9 của họ đã bị thiếu các vít chốt này. Sau khi nhiều hãng hàng không lên tiếng, Boeing đã thừa nhận họ có thiếu sót trong quy trình lắp đặt và quản lý chất lượng. Ngày 6 tháng 1 năm 2024, FAA yêu cầu các hãng hàng không toàn cầu kiểm tra các chốt cửa của Boeing 737 MAX 9. Cách đây vài ngày,
vào ngày 28 tháng 12, Boeing cũng đã yêu cầu các hãng hàng không kiểm tra lại toàn bộ các máy bay Boeing 737 Max do có một trục vít bị lỏng ở bánh lái đuôi. Sự cố này đã khiến một chiếc Boeing 737 Max 8 của Southwest Airlines hạ cánh khẩn cấp trước đó. Do có hiệu quả khai thác về mặt kinh tế tốt, Boeing 737 Max có lượng đơn đặt hàng với con số rất khủng. Nhiều hãng hàng không đã không sử dụng cái tên 737 Max trong bản hướng dẫn an toàn bay để đánh lừa các hành khách. Tuy nhiên, danh sách sự cố và tần suất xảy ra của B737 Max đang cao nhất trong các máy bay thương mại đang hoạt động. Boeing tiếp tục lao vào khủng hoảng với bê bối liên quan đến 737 Max.